Chào tất cả các bác, thì hôm nay em xin test một đôi KMS 1000 cho một bác Sang ở Bến Tre các bác nhá. Bác đi lấy một đôi KMS 1000 thì em đang gửi cho bác đây. Đây là cái hóa đơn cái bưu điện Việt Nam các bác nhá. Thì các bác có thể đeo tai nghe để nghe tiếng của cái con này. Tiếng rất hay các bác nhá. Và bãi hàng thanh lý của công ty nó rất còn mới. Tiếng đánh rất lực luôn. Thì lúc này đóng hàng thì em sẽ dùng những cái miếng xốp như thế này. Đóng kẹp vào rất là cẩn thận các bác nhé. Đấy. Đóng như này thì những thành vách của các bác nó sẽ được rất là chắc chắn luôn. Đây thì các thành vách của các bác nó sẽ rất là đẹp. Đẹp con trên đi. Con này thì thuộc dạng loa nằm các bác nhá. Loa nằm nên tiếng bass của nó rất hay. Check của nó thì nó sử dụng hai cái check. Check màu vàng như trên này. Check của nó cực kỳ tách bật. Ok, cảm ơn các bác đã xem video của em. Bây giờ thì em sẽ đóng hàng cho các bác. Đã cắt rất nhiều những cái mảnh sốt như thế này để mà đóng cho thật là chắc chắn các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Chào tất cả các bác. Cảm ơn bác Sang nhé.